Thiền sư Thích Nhất Hạnh Viên Tịch. Thích Nhất Hạnh, tên khai sinh Nguyễn Xuân Bảo, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926, 22 tháng 1 năm 2022. Là một thiền sư, giảng viên, nhà văn với bút danh Nguyễn Lang, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội và người vận động cho hòa bình người Việt Nam. Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam, xuất gia theo Thiền Tông vào năm 16 tuổi, trở thành một nhà sư vào năm 1949. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973, ông đã sống lưu vong tại Pháp hơn 40 năm. Ông đã về nước và hiện sống tại Huế kể từ năm 2018. Thích Nhất Hạnh được một số tờ báo đánh giá là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma. Ông là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân. Trong cuốn sách Việt Nam Hoa Sen Trong Biển Lửa, Lotus in a Sea of Fire, của ông xuất bản năm 1967. Thích Nhất Hạnh đã viết hơn 100 cuốn sách, trong số đó có hơn 70 cuốn bằng tiếng Anh. Ông là người vận động cho phong trào hòa bình với các giải pháp không bạo lực cho các mâu thuẫn theo Wikipedia. Và sau đây, mời mọi người cùng nghe lời cảm nhận riêng của nhà văn Nguyễn Đình Bổn về sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch. Bất kể những ý kiến trái chiều xung quanh cuộc đời tu hành, ảnh hưởng chính trị, ông là một chứng nhân của lịch sử đầy thăng trầm và bi ai của Việt Nam trải dài gần một thế kỷ. Năm 1966, ông nhận ấn khá từ sư phụ của mình là Ngài Chơn Thiệt Thanh Quý để trở thành thiền sư, thầy dạy thiền, kế tục chùa Từ Hiếu. Do nhiều biến cố từ chiến tranh, chính trị, gần 2/3 cuộc đời ông sống và hoạt động tại hải ngoại. Ông mất vào đêm 21 tháng 1 năm 2022 tại chùa Từ Hiếu, Huế, sau nhiều năm về Việt Nam dưỡng bệnh. Ông còn là nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận và đưa ra nhiều luận điểm về Phật giáo hiện đại, lập ra dòng Phật giáo Tiếp Hiện có hàng trăm ngàn môn đồ trên khắp thế giới. Người Việt ai cũng biết bài hát Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Đó là ca khúc phổ từ một đoạn văn về mẹ của ông. Ông cũng là một người Việt nổi tiếng hàng đầu, được nhiều nhà chính trị, văn hóa thế giới ngưỡng mộ. Sen trắng trao nhau một đóa sen hồng để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng người mênh mông. Trao nhau bằng lòng thương mến, hương sen tỏa đến trăm miền, trao thêm những giấc mộng hiền, nhân gian tình về hồn nhiên. Thank you.
bao sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta chào người. Chào nhau một cánh sen trắng, chào nhau một đóa sen hồng, để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng người mênh mông. Chào nhau bằng lòng thương mến, hương sen tỏa đến trăm miền, chào thêm những giấc mộng hiền, nhân gian tình về hồn nhiên. Sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta chào người. Dù đời bao sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta chào người. Cánh sen hôm nay ta chào người. Cánh sen hôm nay ta chào người.